công ty âm thanh Sáng Anh Huy xin kính chào toàn thể các bạn theo dõi trên cái clip của bên công ty mình. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay rất là nắng nóng đó, như các bạn nhìn thấy, ngày 27 tháng 2 năm 2019 thì bên công ty mình tiếp tục về một lô hàng gồm 20 cặp loa bát từ Neo 5 tấc, dòng bát chuyên xúc mà mình có giới thiệu tới các bạn ở những cái clip đợt trước rồi. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên mình tiếp tục về được 20 cặp nữa nha các bạn. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy thì dòng này thì bên mình nhập khẩu nguyên kiện từ China, hàng chuẩn loại 1 về nha các bạn. Đó, bên ngoài được bao bọc những cái lớp thùng lớp ni lông như thế này nha. Đó, và có những cái dây đai rất là chắc chắn. Và ngay sau đây thì mình sẽ khui thử một cái thùng ra để cho các bạn cùng xem cái mẫu mã bên trong của nó, xem nó có gì thay đổi với cái lô hàng đợt trước không nha. Cái dòng bát từ Neo này thì nó rất là nhẹ đó, nhưng mà bên đó họ đóng gói cũng rất là kỹ đó, băng keo dán rất là cẩn thận. Rồi, sau khi thì mình đã mở cái lớp thùng bên ngoài ra thì bên trong đây như các bạn thì thấy nó còn một cái lớp bìa các tông nữa, nó quấn cái bát lại và giúp cái bát nó không bị xê dịch gì trong quá trình vận chuyển nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra đây, và đây là cái hình thức của nó này các bạn. Ở mặt bề mặt trước của nó thì được phủ một lớp keo chống nước nha. Sờ cái màng của nó rất là mịn, rất là bóng. Ở đây thì cái đường, các bạn nhìn cái đường chạy keo nó này đó, nó làm rất là sắc sảo nha, không giống những loại hàng kém chất lượng ở trên thị trường. Rồi, mình quay ra cái bề mặt sau, đây là phía sau của nó này, các bạn nhìn thấy nó rất là nhỏ gọn, rất là nhẹ. Dòng này thì dòng từ Neo cho cái âm thanh rất là hay nha, tiếng rất là uy lực. Rồi ngay sau đây thì mình sẽ kết nối dây vô hai cái đầu này và sẽ test thử cho các bạn nghe thử cái chất âm của cái loa này khi mà chưa lắp vô thùng thì nó sẽ nghe như thế nào nha. Tấm ăn sơn tơ mới kết hợp nước hoa Pháp và tinh chất nuôi dưỡng. Thank you.
và hiện tại thì mình đang test một cái bát đó, thì mình nghe thực tế bên ngoài mình cảm nhận là tiếng bát của nó khá là dày và độ phù âm của nó khá là tốt nha. Thì không biết thì khi các bạn mà nghe qua cái điện thoại nó sẽ như thế nào, nhưng mà các bạn cố gắng mình đeo cái tai phone vô để mình nghe được rõ cái chất âm của nó nhất nha. Rồi và các bạn cùng nghe và cảm nhận xem có ý kiến gì thì comment ở bên dưới giúp công ty mình nha. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.